Rồi thì hôm nay Ford thì bên mình có rất nhiều xe các bạn. Đây tất cả đều xe Ford hết các bạn. LS, Wrangler thì bên mình làm rất nhiều ha. Mà dạo gần đây thì bên mình cũng mở thêm những cái sản phẩm dành cho xe Carnival nữa các bạn. Đây là một trong những dòng xe đang rất hot trên thị trường nữa các bạn. Carnival hot từ ở showroom bán hàng đến hot các nơi trung tâm nâng cấp độ xe nha. Bán trái hàng các bạn. Đây là phiên bản Carnival 7 chỗ các bạn, bản Signature ha. Đó, thì có một số cái xe Carnival mua về không thể không nâng cấp các bạn. Cái gì đây? Nó gồm có xe này bên mình chưa làm cái đèn sương mù gầm nha các bạn. Đèn xe này, cái phần đèn phía trước là chưa đụng chạm gì tới luôn các bạn. Chưa làm đèn sương mù gầm. Nhưng mà chắc chắn anh khách này sau thời gian sử dụng sẽ phải lắp thêm cái cục bi laser 180 inch vào cái cụm này. Và cái cụm này nha. Đó, và phải lắp thêm cái cục bi led sương mù gầm nữa các bạn. Cái xe rất đẹp luôn các bạn. Rồi, nâng cấp được gì các bạn? Đây. Cửa hít nè các bạn. Một trong những chi tiết cũng rất là cần thiết ha. Cái cửa phía sau thì cũng đã là cái cửa điện từ nhà máy rồi các bạn. Cửa này là cửa điện từ nhà máy ha các bạn. Đó. Nhưng mà cửa này đó là mình nâng cấp thêm nè các bạn. Đó. Đó, thấy không? Đây, cửa hít ha. Trong chi tiết cũng rất tiện lợi luôn các bạn. Rồi, trong những cái chi tiết thứ hai nữa là gì các bạn? Đây, xi nhan ha. Cái xe zin của mình thì xi nhan nó nằm dưới đây các bạn. Khi một cái xe mà đi gần thấp chúng ta quá, đâu có ai để ý đâu cái xi nhan phần dưới đây. Mình phải chuyển cái xi nhan lên đây các bạn. Để cho tiện khi mà chúng ta xi nhan trái, xi nhan phải ha. Xe phía sau sẽ để ý xe chúng ta hơn. Và cái bộ nâng gầm các bạn. Các bạn thấy cái khoảng cách từ đây xuống đây thì nó khá thấp các bạn. Xe này chưa có làm bộ nâng gầm nha. Thì khi mà chúng ta nâng gầm, trong những nỗi đau của Carnival khi mà chúng ta đi tải nhiều, chúng ta đi full 7 người thì cái đít nó sẽ sệ xuống các bạn. Nếu mà chúng ta không vào bộ nâng gầm hoặc là cái bộ phục các bạn, để nâng gầm cao lên khoảng từ 5 đến 7cm nữa thì sẽ rất là dễ bị cạ gầm đúng không ạ? Và những anh khách hàng Carnival chia sẻ lại với mình: Dũng ơi, xe này làm gì làm, không thể không làm bộ nâng gầm các bạn. Tại vì đi qua những cái vùng gồ ghề nó cạ vô gầm rất là sót xe luôn. Những chi tiết rất cần thiết luôn khi mà chúng ta nâng cấp. Rồi, phần nội thất này các bạn. Đây. Đây là phiên bản 7 chỗ máy dầu nha các bạn. Đó, bản 7 chỗ là trong những bản cao các bạn. Chúng ta có bệ nâng chân nè các bạn. Chúng ta có bệ nâng chân nè ha. Đó. Và cái ghế này thì mình đã lắp thêm cho anh khách nè các bạn. Đây là cái ghế mình có thể tháo gầy được nha. Đó, mình có thể tháo gầy được. Cái ghế này là cái ghế mình bổ sung thêm. Đó, để cho người ngồi ở giữa, nhưng mà thật sự cái ghế nó cũng không to các bạn. Một đứa bé ngồi thôi nha. Chứ người lớn ngồi này thì nó cũng hơi khó các bạn. Đó, xe 7 chỗ ha. Bản này là bản máy dầu. Đó. Ở phần bên đây. Đây. Xe này cũng đã lắp nâng cấp cái camera hành trình trước sau các bạn. Camera hành trình trước sau 70 mai. Phiên bản 4K đây các bạn. Ở vị trí khá là gọn ha, để tiện cho cái việc mà chúng ta có thể quan sát được cái góc quay các bạn. Và cái vô lăng nữa các bạn. Các bạn thấy cái vô lăng ha. Cái vô lăng này là vô lăng mình đã làm vô lăng đê kết và làm đẩy số vô lăng luôn các bạn. Các bạn thấy. Đây cái lẫy số nữa các bạn. Lẫy này là lẫy phụ tùng mẹt nha. Đó, lẫy số. Và mình đã làm cái vô lăng đê kích trên xe Carnival này luôn các bạn. Những chi tiết không thể thiếu luôn các bạn. Cửa hít nè ha. Đó, xi nhan lên cao. Vô lăng đê kích. Camera hành trình. Rồi, để mình đi giới thiệu cho các bạn một cái xe Carnival khác đang làm cách âm 4 hóc bánh nha. Cách âm 4 hóc bánh làm nâng gầm và một số chi tiết khác. Carnival thì dạo này bên xưởng mình khá nhiều các bạn. Đây chiếc Carnival màu xanh nha. Ở đây thì thêm hai chiếc Carnival nữa các bạn. Xe này thì mình chuẩn bị phương án là nâng gầm ha. Cũng là combo nâng gầm. Cửa hít ha. Combo nâng gầm cửa hít. Để mình coi cái bill. Đây, coi cái bill. Đây, nâng gầm cửa hít đèn. Đèn sương mù gầm các bạn. Đây là bộ phụ tùng mình chuẩn bị cho anh em làm nha. Đây phần phía trước này các bạn. Xe này thì mình đã lên đèn
bi sương mù gầm rồi các bạn. Đó, bi sương mù gầm rồi, nhưng mà cũng còn thiếu những cái tính năng, thiếu những cái chức năng cũng rất là cơ bản luôn ha. Đó, như mình chia sẻ các bạn, trong những cái xe mà cũng không thể thiếu của Carnival. Đó, bản này là bản, để mình coi là bản mấy chỗ đây. Đây, bản này cũng là bản máy dầu luôn các bạn. Bản máy dầu 7 chỗ luôn. Đó, bản này bản máy dầu 7 chỗ luôn. Máy dầu 7 chỗ cũng là bản full luôn các bạn. Đây. Máy dầu 7 chỗ bản full luôn. Đó. Rồi, cái xe bên đây nè các bạn. Xe bên đây thì mình làm cũng là khá nhiều rồi các bạn. Rồi, cái xe bên đây thì mình làm nó nhiều hơn các bạn. Thứ nhất là cái mâm này các bạn. Cái mâm này mình đã nâng cấp thêm kiểu mâm style Maybach các bạn. Style Maybach ha. Bản này cũng là bản signature 7 chỗ luôn. Mình đã làm cái phương án là cách âm 4 hốc bánh các bạn. Mình chọn vật liệu là Vinylfit các bạn. Đây. Vinylfit ha. Trong những thương hiệu đến từ Nga. Cũng rất là danh tiếng. Rồi các bạn, chúng ta xem cái cấu hình của cái hệ thống treo phía sau này các bạn. Đó, xe này mình đã thay cái bộ phục Omen này các bạn. Phục cặp phục Omen ha. Thay cái lò xo tin đó và cái bầu hơi airbag. Cái bầu hơi này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được nha. Tùy chỉnh được độ cao. Đó, khi mà xe chúng ta chở nhiều tải nặng, cái phần đít phía sau sệ xuống thì chúng ta có thể chỉnh cái bầu hơi này mà nó cao lên. Đó, mỗi bên có một bầu nha. Bên trái có một bầu, bên phải có một bầu. Đó, chúng ta qua đây chúng ta xem này các bạn. Cấu hình ở bên phụ các bạn, phía sau bên phụ ha. Đó, mình hôm nay dán cách âm nè, cách âm 4 hốc bánh ha, cách âm 2 lớp nha các bạn. Mình còn khóa nhựa lồng dè cho xe này nữa các bạn. Đó, thay phục ha. Phục Omen, đó, lò xo tin, đó. Cái lò xo màu xanh nha các bạn. Và cái bầu hơi airbag ha, để chúng ta có thể tùy chỉnh được cái chiều cao của xe Carnival này. Đó, một trong những nỗi đau của Carnival đó là cái đít phần phía sau nó thấp quá các bạn. Đi rất là dễ bị cạ gầm ha. Và cái chi tiết nữa là khi mà chúng ta hoạt động các bạn thì cái bộ phục của zin của xe Carnival này cũng chưa được ngon lắm ha. Đa phần là mình phải thay qua những bộ phục giống như bộ phục tin. Đó, đang có cho dòng này đi sẽ êm ái hơn. Rồi, ở phần này đó, xe này mình cũng làm cửa hít luôn rồi các bạn. Đó, xe này mình đang chuẩn bị thi công cửa hít nha. Đó, như vậy là chưa có cửa hít nè các bạn. Nó còn khá hở ha. Có cửa hít rồi sẽ hít vào. Đó, xe này đó, mình làm cái bầu hơi là ở đây nè các bạn. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái bầu hơi qua vị trí này nha. Ở trên là bánh trái, ở dưới là bánh phải ha. Đó, chúng ta gạt vào nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ nghe tiếng hơi đúng không. Và chúng ta sẽ xem trên cái màn hình nè các bạn. Lấy thông số là PSI các bạn. Các bạn thấy không? Đây để mình bơm lại các bạn thấy không? Bạn thấy không? Cái số thay đổi các bạn. Chúng ta bơm làm sao cho thông số hai bên nó cân bằng thì chúng ta biết là cái khoảng cách ở phía dưới của cái phục chúng ta thì nó đang cân bằng nha. Cái chiều cao hai bên nó bằng nhau. Thì chúng ta đi nó sẽ dễ dàng hơn. Trong những nỗi đau của Carnival. Còn ở phần cấu hình phía trước các bạn. Đây, cấu hình phía trước. Có hình phía trước thì cái bộ hệ thống treo thì mình chỉ thay cái lò xo tin thôi các bạn. Cái phuộc zin thì mình giữ lại nha. Mình chỉ thay lò xo tin thôi. Cái phuộc zin mình giữ lại. Và mình cũng đang lên phương án cách âm. Cách âm 4 hốc bánh của hai cái hốc bánh trước luôn các bạn. Và trong quá trình anh em cũng đang thi công luôn cái phần đèn phía dưới các bạn. Đèn mình phải làm cái mặt dưỡng ha. Để làm cái đèn bi led sương mù gầm. Carnival thì mùa này đến với mình rất nhiều luôn các bạn. Xe này mình còn thêm mấy gói âm thanh nữa các bạn. Gói âm thanh Anbay nữa các bạn. Đây. Xe này thì cấu hình loa lon và chép mình đã thay qua cái cấu hình loa Anbay các bạn. Thì những cái vị trí mà loa các bạn. Đây. Đây nè. Mình chỉ các bạn xem cái loa nè. Đây. Thường cái loa các bạn. Cái loa zin thì xung quanh nó là giấy các bạn. Còn cái lo mà lo độ hay là lo nâng cấp những dòng cao cấp á thì nó không phải vật liệu là giấy nha. Và ở giữa nó có cái lỗi nha, giống như vậy nè các bạn. Nó là cái súp mấy các bạn, cái súp bên trong cái phần loa ha. Và chúng ta thay những cái bộ loa này vào những cái vị trí có loa có chép đó, cộng thêm cái bộ súp gầm ghế nữa các bạn, nó sẽ tăng thêm cái tiếng nhạc chúng ta ngồi trong xe sẽ hay hơn khá là nhiều luôn các bạn.
Rồi chúng ta phải cách âm thêm nữa nha. Chúng ta cách âm thêm thì khi đó thì chúng ta nghe những bản nhạc mới hay được các bạn. Đó, rất tuyệt vời luôn ha. Rồi, quý khách hàng nào đang có nhu cầu về nâng cấp về Carnival ha, chưa có biết cái trung tâm nào uy tín thì hãy ghé bên Auto Style bên mình nha. Địa chỉ bên mình là số 8 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.